Xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ là sáng chủ nhật ở bên này, thì vợ chồng mình đi ăn sáng ở một cái tiệm ăn sáng của Mỹ này. Thì tại vì chồng mình là người Mỹ nên ảnh rất thích là ăn sáng đồ Mỹ, nên bây giờ tất cả các bạn cùng vào đây xem với mình là trong đây đồ Mỹ thì sáng người ta thường ăn những cái gì nha. I think this is look good to me. It's new too. It's strawberry and orange. Sweet cream cheese crepe. This one. If you get that, then I might get this. Yeah? I do like the strawberry and orange combo on French toast. But, you know, that looks good too. Let me see. This one? Yeah, the dog. Waffle, two eggs, two bacon. Đó thì chồng mình đã nói là anh thích vẫn muốn order cái bánh này với lại hai miếng thịt không khói với lại hai cái trứng. Oh, you really should add that one to your six strawberry and onion. Còn mình thì mình thích cái này. Cái này tưởng tượng giống như bánh crepe của Pháp gì đó, rồi ở trong đó có kem, rồi ở trên đây thì có cam với lại dâu. Để em thử miếng nước cam coi nha. Sao? Nước cam ngon. Ngon sai đây đi. Yeah, rất nice in here. Thank you. You're nice welcome. And small. That's how you're staying small, huh? Yeah. Everything, anything else? Can you give, yes, sir. You here? Thank you. Đó, rồi bây giờ là đồ ăn tới rồi đó. Đây là của chồng mình nè. Còn đây là trứng với lại thịt xông khói nè. Đó, bây giờ thì anh muốn cho vô một chút tiêu, vô cái trứng. Cho thêm một chút muối. Thank you. Is it good? Is it good? Đó, còn cái si vật này là anh đổ vô cái bánh này nè. Đó là anh thích ăn như vậy đó. Ngọt lắm, nó cái này nó ngọt giống như là mật ong vậy đó. Rồi bây giờ tới mình ăn thử cái món của mình thử coi ra sao đây. Có cam, có dâu. Để ăn thử cái miếng bánh crepe này coi. Trong đây có kem rồi, có bơ rồi này. Nó béo béo.
Mình thích ăn cái bánh crepe này lắm. Nó béo béo xong rồi ăn vô miếng cam chua chua. Miếng dâu này cũng chua chua nên ăn nó đỡ ngán. Một miếng nhỏ này vừa. I like the size. Nice and small. Good. You remember the last time I ordered a big one? Yeah, too much food for you. Mm-hmm. I like it nice and small. Béo, rất là béo. Mỹ người ta thích ăn đồ ngọt, ăn sáng. Hoặc là một là trái cây, hai là đồ ngọt. Rất là ngọt, ăn giống như mình ăn tráng miệng vậy đó. Còn Việt Nam mình á, đồ ăn sáng của Việt Nam mình là giống như đồ ăn của họ ăn trưa với ăn tối vậy. Baby. Yes, honey. She didn't see my stomach. That's what she said. That's how you stay nice and small. Rồi, ăn xong rồi. Một phần nhỏ gì dễ ăn. Chồng mình cũng ăn gần xong rồi. Hai vợ chồng mình ăn nhanh lắm. We're doing so good. It was so good. Thank you very much. Yeah, you wish you had gotten it. Yeah. Maybe. Rồi xong. Good breakfast, huh? Yeah. Now you gotta finish your milk. I gotta finish my orange juice too. Nice and full. Ready for Shepherd. Yeah.
Rồi thì vợ chồng mình thì ăn sáng xong rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video ăn sáng của tụi mình ngày hôm nay. Hy vọng tất cả các bạn ủng hộ cho cái kênh YouTube của tụi mình, để tụi mình có thể làm thêm những cái kênh tiếp theo cho tất cả các bạn cùng xem. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.